Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con kem Pháp, một con cọp, một con ba bê và một cặp con siêu mẫu đen, con cái xin 5 con. Giá cực kỳ yêu thương nha các bạn, của trại bò ngon nè. Đây, con kem Pháp nè các bạn, 8 tháng tuổi, cao hết mốt bò, chân móng hoàn thiện nè. Đó, chân móng hoàn thiện nè, đầu đít bằng y nè, 12 triệu các bạn, 12 triệu con được kem Pháp này các bạn. Đó, chân móng rúng nè, đít tròn quay nè. Đó, đít tròn quay nè các bạn không. Đó, 12 triệu các bạn, cao 1m1 bò, 8 tháng tuổi. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon các bạn, mình comment dưới màn hình video. Rúng nè, cái đầu chà bá luôn, lưng bằng nghiến, đầy đà nha các bạn. Con cái kem Pháp đầy đà có rúng nha, có rúng nha các bạn. 8 tháng tuổi nè, cao 1m1 bò, giá 12 triệu các bạn, giá 12 triệu. Đây con cọp, con cọp này các bạn, con cọp này cũng con cọp này to hơn, cao 1m12 bò, 8 tháng tuổi, giá 13 triệu. Có rúng nè, chân móng nè, đồ hoàn thiện nè, chân móng sò nè. Đó, lưng bằng nghiến luôn các bạn không, chân móng đồ hoàn thiện hết. Con cọp này thì chủ báo giá là 13 triệu các bạn, 13 triệu, 8 tháng tuổi nha, cao 1m12 bò. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn, trực tiếp số điện thoại của anh Ngon các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, trại bò của anh Ngon nằm ở ấp 3 xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. 13 triệu con cọp này các bạn thấy không, rúng nè, đầy đà, bán ngay giá hôi luôn các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện nè, hai thả đít tròn quay luôn các bạn thấy không. 13 triệu con cọp này nha các bạn, 8 tháng tuổi. Đó, lưng một lưng đầy đà, có rúng. Đó, đầu đít cho bằng y nè, chân móng là móng sò, cao 1m12 bò, 8 tháng tuổi, giá là 13 triệu các bạn. Còn đèn 3B, 3B F1. Đó, đầu đít bằng y nè, chân móng đồ hoàn thiện nè. 13 triệu luôn nha các bạn, 13 triệu luôn, 9 tháng tuổi. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đó, dàn chân móng nè, hoàn thiện hết. Rúng nè, đầy đà, hai cái đít, hai tà đít các bạn không. Ờ, cái 3B học này thì anh Ngon báo giá là 13 triệu các bạn, 13 triệu 9 tháng tuổi các bạn. Ờ, chân móng đều hoàn thiện hết, có rúng, đầu trụ lưỡi. Ờ, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, lưng một lưng nè, lưng một lưng nè các bạn không, đít tròn. Đó, mướt mượt, đít tròn mướt mượt các bạn. Đó, đít tròn mượt mượt, chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Giá 13 triệu 9 tháng tuổi các bạn, 3BF1 nha. Giá là 13 triệu 9 tháng tuổi, cao 1m1 bò. Đó, cái đầu trụ lưỡi nè, đòn thì dài các bạn, cái đầu trụ lưỡi đòn thì dài nha. Giá thì 13 triệu các bạn, giá thì 13 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Trại bò con Ngon nằm ở 3 xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đây, cái xin mẫu đẹp. Đó, rúng yếm nghiêm chỉnh. Rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng đồ hoàn thiện. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết bạn. Cái xin chứ cái siêu mẫu đen thì chủ anh Ngon báo giá là 31 triệu các bạn. 31 triệu cái xin nè. Cái xin cao 1m2 bò nha các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn thấy không? Chân móng nó hoàn thiện hết. Giá 31 triệu các bạn. Đó, con này tầm 14 tháng tuổi các bạn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh, hoa đen. Đó, rúng chiền yếm dày. 14 tháng tuổi, giá 31 triệu các bạn, 31 triệu.
Cái xin những cái siêu mô đen anh ngon báo giá là 31 triệu nha các bạn, 31 triệu. Cái xin cực kỳ đẹp luôn các bạn không? Qua đèn khui à, rúng liếm đồ nghiêm chỉnh. 14 tháng tuổi các bạn, 14 tháng tuổi. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh ngon các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, còn đây là cái siêu mỏ đen. Cái siêu mỏ đen. Đầu trụi lũi, đòn dài. Chân móng đều hoàn thiện hết. Con siêu mỏ đen này thì anh ngon báo giá là 31 triệu các bạn. Siêu mỏ đen này tầm cũng 14 tháng tuổi luôn các bạn, cao 1m18 bò. Rúng yếm, đầu trụi lũi, đòn dài. Siêu mô đen với cái xin tầm 14 tháng tuổi, giá 31 triệu, giá 31 triệu các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh ngon các bạn. Mình cập bên dưới màn hình video các bạn. Cái siêu mô đen này đầy đà, da mỏng tăng, chân móng đồ hoàn thiện mức mượt. Dẫn theo cái xin cũng đẹp các bạn. Cặp này thì ngon báo giá là 31 triệu các bạn, 31 triệu. Cái xin mô đen cao 1m18 bò nè. Cái xin thì cao 1m2. Hai con này thì ngon báo giá là 31 triệu các bạn, 31 triệu. Cái xin mô đen cái đầu trụi lũi các bạn không? Đít tròn quay, đòn thì dài. Đòn thì dài, chân móng thì hoàn thiện hết các bạn. Lưng nè, bằng nghiến nè. Còn cái xin thì đúng yếm, nghiêm chỉnh, sái tích, đồ nghiêm chỉnh hết, chân kiện khú luôn các bạn. Còn cái 3B này thì ngon báo giá là 13 triệu các bạn. 9 tháng tuổi, cao 1m1 còn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh ngon các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Cái 3B đầy đà các bạn không? 9 tháng tuổi nè. 3B F1, con này có thể đi giống luôn nha các bạn. 9 tháng tuổi, cao 1m1 còn, giá 13 triệu. Đít, hai ta đít nè, tròn quay nè, quá lớn nha các bạn. Còn cái xin với cái siêu mô đen thì ngon báo giá là 31 triệu. Cái xin nè, cam mét 2 bò nè các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, qua đen. Cái siêu mô đen cam mét 18 bò. Giá 31 triệu. Còn cái xin cái siêu mô đen nha các bạn. Cái siêu mô đen các bạn không? Đầy đà, chân móng đồ hoàn thiện, lưng một lưng. Chân móng sò, lưng một lưng. Giá 31 triệu các bạn. Cái xin với cái siêu mô đen này đều 14 tháng tuổi hết nha các bạn, đều 14 tháng tuổi hết, giá 31 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh ngon các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Cái xin các bạn thấy không? Mẫu cực kỳ đẹp các bạn. Giá là chuyên cái siêu mô đen là giá là 31 triệu các bạn, 31 triệu. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.